Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại vườn điều ở xã Long Hưng, huyện Phú Diềng, tỉnh Bình Phước. Hôm nay thì mình đi khám phá những vườn điều để xem vào vụ điều năm nay thì bà con có trúng mùa hay không. Giới thiệu khám phá với tất cả các bạn trong kênh của mình biết về mùa điều ở Bình Phước, cũng như là về cây điều, quả điều, hoa điều nó như thế nào. Đây là những chùm điều gì? Cực kỳ sai trái chất lượng các bạn thấy không ạ? À, đã không? À, hiện tại tôi đang quay vào thời điểm là vào rằm tháng giêng, tức là sau Tết Nguyên Đán nửa tháng. Nếu mà tính ngày dương lịch thì đó là ngày mùng 8 tháng 2. Đây là một trong những cây điều tháp. Điều tháp này khoảng 7 năm tuổi. Cây cao khoảng chừng 7 mét, sum xê, hoa rất là nhiều. Phía xa kia, những cây điều cao kia là những cây điều trồng bằng hạt đấy các bạn. Hơn 20 năm rồi. Và một đặc điểm để các bạn phân biệt đó là những cây điều trồng hạt thì nó luôn luôn cao hơn so với những cây điều tháp. Cây điều tháp thì nó rất thấp. À, nhưng mà được ngược lại thì tán sum xê và cho năng suất cao hơn. Mình sẽ zoom lại cho các bạn thấy là như cây điều trồng bằng hột nhé các bạn nhé. Wow, hoa điều này quá trời luôn, các bạn thấy không? Đây là một trong những vườn điều đánh giá là năng suất cao, vườn điều điển hình để cho bà con các nơi tới tham quan, học tập kinh nghiệm về trồng điều và chăm sóc cây điều. Đây là một trong những vườn điều tháp ở Bình Phước, là một trong những vườn điều rất là sai trái mà được bà con nông dân ở xã Long Hưng, Bình Phước đã giới thiệu tôi tới đây. Bông của cây hoa điều này thì có màu tím này, các bạn thấy không? Tím này. Đấy, màu tím. Thậm chí là pha chút đỏ đó, các bạn nhìn thấy không? Chút đỏ này. Đấy. Hạt điều khi mới lộn hạt ấy, thì có màu tím, các bạn thấy không? Tùy theo giống điều và tùy theo cây các bạn nhé. Khi hạt điều non với lộn hạt thường thì nó có màu tím này hoặc tím nhạt như các bạn đang thấy đây. Màu này nó tương đương, nó gần giống với màu hoa của bông điều. Khi mà hạt điều lớn hơn một chút thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Và cái cuống hay gọi là cái quả này, đây là các bạn này, sau này nó sẽ một tuần nữa thôi nó sẽ to lắm, nó thành quả. Quả thì nó cũng có màu, các bạn thấy không ạ? Nó đang màu tím nha, tím nha. Rồi, thêm khoảng gần một tuần nữa các bạn thấy không ạ? Bắt đầu hạt nó sẽ ngả sang màu trắng, hạt ngả sang màu trắng này. Và quả đang xanh dần này, xanh dần và to ra các bạn thấy không ạ? To ra thấy không ạ? Chỉ thêm có vài ngày nữa thôi các bạn thấy không ạ? Rồi, quả điều đã to ra rất lớn này, nó gấp khoảng chừng 3-4 lần so với hạt điều các bạn thấy không ạ? Nhưng mà dần dần thì cái quả nó to dần ra và nó ngả sang màu vàng các bạn này, xanh mà đá sang vàng này, chuẩn bị nó sẽ vàng đậm và nó sẽ chín. Như hạt điều như thế này thì hai các bạn thấy không? Hai hạt này có thể là thu hoạch rồi này. Tuy nhiên mà để cho nó đảm bảo điều chất lượng thơm ngon thì khoảng chừng thêm hai ngày nữa thôi. 2-3 ngày nữa thôi thì hai quả điều to này sẽ được thu hoạch. Hạt điều sẽ căng, to và đều hơn. Tức là cái nhân ở trong nó sẽ đầy đặn hơn và nó đủ chất dinh dưỡng hơn. Đó. Chúng ta cùng cận cảnh gốc điều nha. Và đây là một trong những cành điều bị cưa đi, tại vì những cành điều này có khả năng là nó bị xệ xuống đất và hoặc là cho năng suất không cao, người ta cưa đi để cho những cái cành khác hoặc là nhường lại cho cái thân này nó phát triển lớn hơn. Hoa và hạt điều trồng bằng hột. Đây là chùm hạt điều hột. Một hạt bị bọ xít, khả năng bị bọ xít nó châm nên nó bị đen và hư. Còn lại ba hạt rất là đang ổn, đang phát triển rất tốt, các bạn thấy không? Sáng mịn. Như thế này là đảm bảo là chỉ còn khoảng 2 tuần thôi là cho thu hoạch rồi đó. Là lấy hạt được rồi. Và những hạt như thế này thường rất là khó bị hư nữa. Vì nó đủ lớn, đủ sức để đấu tranh với lại khí hậu sương muối hay bọ xít loại kia. Đó, những hạt như thế này là đảm bảo sẽ được thu hoạch.
bị cho thu hoạch, các bạn thấy không? Nó đang ngả sang màu đỏ này, màu đỏ này. Vậy chúng ta sẽ tìm xem cái quả nó chín thực sự nó màu đỏ như thế nào nhé. Một chùm này khoảng chừng chắc phải mấy chục hột đấy ha. Để đếm cho chùm này xem nào. Đây, để mình đếm nhau chùm bao nhiêu hạt nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 hạt luôn chị và các bạn ơi. Sau một thời gian chúng ta đã khám phá tìm hiểu được vườn điều ở Bình Phước cũng như tìm hiểu được mùa điều ở Bình Phước là như thế nào rồi phải không bạn? Bây giờ thì xin phép các bạn cho mình xin khép lại vlog tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo của mình. Các bạn nhớ đăng ký và subscribe kênh YouTube Clip 365 của mình trên YouTube các bạn nha. Xin chào, tạm biệt nha.